Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình và tất cả anh em YouTuber cũng như là khán giả đồng hành ủng hộ cho Hồng Ni Kim Cang Hộ Pháp và Hồng Loan con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Kính thưa quý vị, trong những tuần qua thì bão lụt ở miền Bắc đã nó làm cho biết bao nhiêu người cảnh màn trời chiếu đất. Và cũng trong cái tháng này là cái tháng mà rằm Trung Thu, đáng lẽ ra một cái Tết đoàn viên, một cái Tết Trung Thu mà các cái em sẽ được vui với lại ánh trăng, với lại những ngọn đèn ông sao, con cá chép, vân vân và vân vân. Nhưng mà ở phía miền Bắc thì đang chịu cảnh tang thương như thế này, nhất là những người mà ở trong vùng lũ lụt đó các bạn. Thế nhưng mà có một số bộ phận, ở đây mình muốn nói là những người đi làm từ thiện mà ăn những đồng tiền từ thiện đó các bạn. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Không phải là ai làm từ thiện cũng ăn chặn tiền từ thiện. Nhưng có những một số bộ phận, họ lợi dụng cái cơ hội này để họ kiếm chác. Nhất là những người mang danh là từ thiện. Tôi nói thiệt với các bạn chứ, nếu mà chúng ta có lòng thì không nói gì. Những người mà người ta không có tiền để đóng góp vô, thì người ta dùng cái sức lao động của họ, họ đi tới đó hoặc là họ làm những cái việc có ý nghĩa cho đời. Nhưng cũng có một số bộ phận, tôi nói thiệt, cái nhìn là mình biết liền à, nó chẳng những là mượn khoa cúng Phật mà họ lợi dụng cấp chính quyền đoàn hay là ở tại xã ấp đó để sau này làm một cái bàn đạp thăng tiến cho cái bước chân của họ. Chẳng hạn như thế này, chẳng hạn như là cái tên mà Thám Tư Lùng nè các bạn. Các bạn nghĩ làm sao mà tôi thấy Thám Tư Lùng với là cái cô Tạ Mở Thừa, chỉ là những cái con người mà chuyên đi làm chuyện ác mà làm từ thiện không? Tôi thấy thì các bạn nghe, họ chỉ lợi dụng trong cái mùa lễ Trung Thu này, họ lợi dụng những trẻ em nghèo, họ lợi dụng những người già neo đơn, rồi họ lợi dụng cái lòng nhân ái, thương yêu của mạnh thường quân từ khắp nơi gửi về. Rồi họ làm một chút xíu gì đó để tượng trưng, nhưng thật ra họ ăn chặn số tiền này rất nhiều. Với những cái gương mặt thân quen này chúng ta cũng đã thấy rồi. Hỏi các bạn, có làm từ thiện không? Một con người tâm nó sinh tướng, một con người làm từ thiện người ta không bao giờ làm những cái chuyện ác hay là rắp tâm hại người. Nhưng những con người này là những con người bề ngoài thì nói làm từ thiện, đi làm này kia nọ, nhưng mà lúc nào cũng suy nghĩ cái kế hoạch kế là sao, phải hại người như thế nào, và phải lợi dụng ban ngành đoàn như thế nào để sau này mà có chuyện gì thì có người ta bảo kê cho giùm. Ờ, 500. Ừ. Nên là dồn lại nhiều hơn thì thành 300. Đúng rồi, danh sách hộ nghèo ở đây thì cũng có trăm mấy thôi, cho nên là phần 4. các bạn thấy không? Cái tên này đó các bạn, nó rất là ma lanh. Lúc trước có lợi dụng mạnh thường quân, hôm nay chụp hình lên nó làm đường rồi nè, làm cầu, làm con đường này kia nè, để cho dân đi ngon lành. Nhưng mà thực chất tất cả những cái là cái con đường xây đường hay là xây cầu gì đó là làm dẫn vào nhà của hắn hoặc là nhà bên vợ hắn không. Còn bây giờ thì hắn mang danh là đi làm từ thiện, mượn qua cúng Phật của mạnh thường quân à, rồi phát cho những người nghèo ở Dị Thanh, ở gần gần cái khu của hắn á. Hắn vừa được tiếng rồi còn được những ban ngành đoàn này kia nọ người ta biết tên, để mai mốt này có cái sự móc nối, thí dụ có ai thưa, ai trình báo công an này kia nọ với những làm xấu xa của hắn, thì ở trên kia người ta cũng chỗ Dị Thanh thì người ta cũng dị tha một chút xíu. Đảm bảo gì là ok rồi. Hai cốc sữa như thế này. Rồi một cái đồng đèn lớn. Hai bánh trung thu. Tôi nhìn hắn đi quay những cái bánh kẹo sữa
rồi để phát cho những trẻ em nghèo ở đây, những cái chỗ của hắn là mình biết là hắn muốn dở trò gì rồi. Đây là những hình ảnh gửi đi cho Mạnh Thường Quân biết rằng tôi có làm này nè, tôi đã làm kia nè, để người ta nhìn, để quên đi, để tẩy trắng đi cái những cái việc làm vừa rồi của hắn. Trong khi làm từ thiện nhưng hắn không quên xỉa sóc và hại người khác. Các bạn biết cái vấn đề mà Hồng Loan giao lưu với khán giả vừa rồi, đến bây giờ hắn vẫn nói người ta hát nhép, mà người ta chỉ là giao lưu với khán giả cho thôi. Coi lại người nha. Đây, coi cái mặt hắn nè. Coi lại luật nha. Thưa khán giả, là nếu mà hát nhép là vi phạm pháp luật nha. Tôi hỏi quý vị như thế này, Vũ Luân có hát nhép không? Có ca sĩ nào chừng không có hát nhép không? Mà lúc đó là người ta đi bán vé luôn đó các bạn. Có rất nhiều ca sĩ hát nhép khi mà đi bán vé. Còn Hồng Loan vừa rồi là cái bài nhạc Một Bản Vọng Cổ của Ngân Tuấn sáng tác. Với cái thời gian ngắn như vậy mà phải trình diễn giao lưu với lại sân khấu, muốn làm trọn vẹn cái bài nhạc đấy, cho nên Hồng Loan phải hát chồng lên. Bây giờ chúng ta gọi là lip sync hát nhép đi. Nghị định, luật pháp, nhà nước đưa ra 1 năm cho tới 3 năm ở tù, 2 năm đến 7 năm ở tù, đi hát nhép, đi hát cầm microphone giao lưu với khán giả ở tù hàng ngày, nó khùng đó các bạn. Nó vừa lùng, nó vừa khùng. Vừa rồi mình cũng đã đọc trên Google, các bạn biết hát nhép không chẳng có cái tội tình gì chứ. Nhiều khi đó người ta còn gọi là cái sáng tạo lạ của từng người một. Khi mà tôi nói rằng một cái bài đó, người này thích cái điệu tango, người kia thích cái kiểu remix, người nọ thích cái kiểu mà slow, phải không? Người ta tự người ta sáng tạo ra một cái âm nhạc phối để người ta trình diễn trên sân khấu. Những cái lối sáng tạo này thì đa số mọi người không thích. Nó thật sự ra quý vị biết rằng khi mà hát nhép, tôi không phải là cổ xí cho cái sự hát nhép này, nhưng nó mà tùy theo mỗi cái trường hợp, chứ chúng ta không phải nào căn cứ vào những người kia hát nhép rồi bắt đầu đem qua cái đổ tội cho Hồng Loan. Ví dụ Hồng Loan có giao lưu với khán giả chưa bao giờ, cô ấy nhận cô ấy là nghệ sĩ, chứ bao giờ cô ấy nhận là ca sĩ. Cô ấy đến bất cứ cái chương trình nào, cô ấy cũng chỉ nói là giao lưu với khán giả. Người ta muốn nhìn hình ảnh con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người ta muốn nhìn giọt máu của cố nghệ sĩ Vũ Linh trên sân khấu bằng xương, bằng thịt. Vì người ta ngưỡng mộ ông ấy thật nhiều. Còn cái tên này, nó đi cắn người ta, nhìn cái bản mặt của hắn thì các bạn biết rồi, tâm nó sinh tướng, thì cái tâm nó sinh tướng lắm. Nhép không biết thật pháp luật đâu là không đúng đâu. Cho nên là anh em ơi, chúng ta phải làm rõ cái vấn đề hát nhép này. Còn bất cứ ai, nghệ sĩ nào mà các bạn có bằng chứng người ta hát nhép thì các bạn đưa lên. Không phải là kêu gọi bằng chứng nào, người ca sĩ nào có bằng chứng đưa lên. Người ta thấy vậy đầy hết trơn đó. Những clip cũ á, nhưng mà ta không cần nói tới. Thứ nhất là người ta tẩy chay những ca sĩ, những nghệ sĩ nào mà thuộc loại là hàng thế hệ đi trước á. Ý tôi muốn nói ở đây là những người mà đã có bề dày kinh nghiệm trong cái nghệ thuật sân khấu này kia nọ. Trong khi á, những người đó là bán vé cao ngất ngưỡng mà hát nhép là không đúng, là dối lừa với khán giả. Nhưng cũng không có cái luật lệ nào mà bắt họ phải bị trừng phạt hay là xử phạt hay ở tù, giống như là cái tên khùng này nói chuyện trên các bạn. Nó vừa lùng mà nó vừa khùng, khùng đến bây giờ nó cắn Hồng Loan các bạn, chỉ gì không lấy được cái làm đại lý cho Hồng Loan vì bán mỹ phẩm cho vợ hắn bán. Rồi á, Hồng Loan không có bán
tôm lụi nè, tôm khô nè, mật ong của hắn nè. Rồi Hồng Loan nè, với lại Ni không chấp nhận ông luật sư Kha xen vào chuyện thưa kiện vấn đề bên của cô Sáu. Cái gì cũng đòi biết, những cái thông tin gì, đôi lúc những cái chuyện mà thưa kiện đi ra tòa người ta phải bảo mật. Mà ông luật sư Kha đó, ông muốn biết hết. Như vậy thì đâu có được, vấn đề của ổng là vấn đề bên hình sự, làm về vấn đề sao kê. Nhưng những cái gì mà ổng nộp cho cơ quan nhà nước thì đã bị gửi trả về hết rồi. Ông ấy không có khả năng, không làm việc được cái gì hết. Các bạn còn nhớ không, lúc mà bị trả về rồi á, rồi bên Hồng Loan với Ni muốn thanh toán cái hợp đồng với ông luật sư Kha này, thì hắn cũng tuyên bố rằng ông luật sư Kha này vẫn tiếp tục đang làm về vấn đề sao kê, nhưng đến giờ có làm hay không? Tôi theo dõi cái drama này cũng hơn một năm nay rồi. Đôi lúc cũng cảm thấy chán chường chỗ lòng người, nhất là cái tên thám tử lùn này. Mà ở Vị Thanh tại sao có một cái tên YouTube mà phải nói thật sự rằng ở trên mạng xã hội này ai cũng biết lòng dạ ác độc và cái lối chơi thâm hiểm của tên này. Cùng chung với nhau những anh em YouTuber mà hắn á, toàn là đâm sau lưng không. Khi mà có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho ai đó thì hắn nói xấu người ta. Đến nỗi mà nhiều khi người ta muốn cho tiền những YouTuber đó thì hắn đã được nó cho, đưa cho hắn được rồi. Tôi nói thiệt với các bạn, với người ta nói câu đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà lùn cũng rất đúng. Nhưng mà cũng có một, mình không phải là cái kiểu mà gom đũa cả nắm đó các bạn. Cũng có một số người, người ta đâu phải một cái tánh tình như cái tên này đâu. Nó cắn Hồng Loan với Ni từ sau khi nó quay xe đó các bạn. Một con người mà phản phúc rồi bạn, tôi nói thật sự, Nguyễn Trường Giang, cái thằng phản phúc. Không thể nào mà chơi với ai được hết. Tất cả những YouTuber đều bây giờ lên nói sự thật về cái lối nham hiểm của tên này. Mỗi lần tôi nghe hắn nói chuyện trình bày đó các bạn, rất là bức xúc luôn á. Những cái chuyện không nói có nói không. Rồi cái chuyện mà giao lưu của Hồng Loan với lại khán giả đến giờ mà cũng vẫn còn đem ra cắn được, thì tôi thấy là cái tên này rất là bỉ ổi. Phải nói từ khi mà hắn quay xe là một sự khốn nạn. Kèm theo những cái video clip, những cái hành động mà hắn cấu kết với lại tội phạm bên Mã Lai là Ngọc Hường và Hồ Tuyền Tuyền Nổ để hãm hại Ni. Một hợp tác xã như thế thì chúng ta cũng đủ biết được cái con người này như thế nào rồi. Xin hỏi các bạn, ở Việt Nam, ví dụ Ni xảy ra bên chuyện bệnh thì hắn ở bên đây, tại sao hắn có những cái bức ảnh mà nó không phải là công an nha, giống như là những người dân vệ hay là những người mà làm việc với chính quyền ở bên Malaysia mời Ni về để điều tra. Hắn có những bức ảnh đó, hắn có những thông tin liền. Ai gửi? Có phải là Hồ Tiền hay là những người mà của con Ngọc Hường, là cái tội phạm mà chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam trốn ở bên Mã Lai đó bạn, ghi hình lại, chụp hình lại rồi gửi qua trắng không? Hắn cấu kết với những con người đó. Thì quý vị nghĩ coi, một người ở Việt Nam mà đi cấu kết với tội phạm bên Mã Lai để hại người Việt Nam, thì con người hắn khốn nạn như thế nào? Rất ư là khốn nạn luôn. Các bạn không có bằng chứng thì không được ha. Còn 9 số 5 đó. Bây giờ Thám Mika hỏi quý vị khán giả nè, về cái hình thức. Sao mà chú mày hay thích hỏi người ta quá. Còn người ta hỏi là chú mày thì chú mày im ru à. Người ta đang hỏi chú mày nè, tôi đang hỏi chú mày nè. Có phải chú mày lấy tin tức từ Hồ Tiền, cấu kết cái tội phạm Mã Lai là Ngọc Hường để hãm hại Ni hay không? Trả lời đi, trả lời đi, Nguyễn Trường Giang. Có phải là Hồng Loan
không cho chú mày làm đại lý bán mỹ phẩm, rồi lên trên mạng xã hội này nói Hồng Loan bán hàng tồn kho. Như vậy hàng tồn kho lấy từ ở chỗ nào? Có phải lấy từ anh Hai Bàn Thờ và bên cô Phương Lê không? Trả lời đi, hãy trả lời cho khán giả biết trước khi mà mình nói những chuyện khác về Hồng Loan. Một người đàn ông mà đi cắn người ta, đi rình đập nhà người ta, cắn cái chỗ nào cũng cắn, có dấu răng hết, chỉ có cái đũng quần là không dám rớ tới thôi, tại vì còn sợ. Thì tất cả các khán giả xem cái tư cách của tên này như thế nào, phải nói cạn lời luôn á. Lên sân khấu không, lên sân khấu mà mình hát đây, ví dụ như tôi à, nếu như tôi hát karaoke nó khác. Anh ơi, anh kêu cậu ở đâu nè. Đó, các bạn thấy không, khi dựa dẫm vào Mạnh Thường Quân, dựa dẫm vào đoàn và cơ quan chức năng nhà nước đi làm từ thiện à, có nghĩa là giả bộ chút rồi đứng quay chút vậy, cũng rất tâm hãm hại người ta à, vừa làm những cái việc thiện mà trong lòng của hắn thì ác, thì làm sao mà thiện được, tâm nó sinh tướng. Khi đang làm cái những việc chẳng hạn như cho người nghèo, cho những trẻ em có một cái Tết Trung Thu nó vui vẻ giống như những trẻ em khác, thì nó đang rất tâm hại một người khác, mà nó đang hại con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nếu mà ông ấy linh thiêng, ông ấy sẽ phù hộ cho con gái của ông ấy, còn đối với hắn thì ông ấy sẽ xử như thế nào? Cái tên này trước sau gì cũng bị nghiệp quật cả các bạn. Nếu hiện giờ chính quyền tại chỗ đó những lá đơn chưa có xử hắn, T30 chưa có gọi hắn, thì tôi cũng chắc chắn với các bạn rằng cuộc đời của hắn sẽ không bao giờ có màu hồng. Vì tất cả những người ở miền Tây, những anh em YouTuber ở miền Tây đều biết cái con người tham lam, sân si, ganh tị, và trong lòng của hắn đều có những ác độc suy nghĩ để hãm hại người khác. Nhất là sau khi hắn quay xe, hắn chuyên môn châm chích Hồng Loan, trong khi cô gái ấy không nói gì về hắn. Cô gái ấy không bao giờ lên tiếng phản bác, phản biện. Thấy người ta hiền rồi ăn hiếp, thấy người ta không nói rồi làm tới. Thấy hèn không thám tư cao, Nguyễn Trường Giang. Tôi nói cho chú nghe, chú rất là hèn, một thằng hèn chưa từng thấy, một thằng đàn ông bận vái mà thôi. Rất nhiều YouTuber bức xúc với cái tên này lắm, chứ không phải riêng một mình tôi. Những việc làm của hắn làm á, mình thấy rõ ràng á, là đi hại người không à. Nhưng một mặt khác thì hắn nói là hắn đi lấy công lý, đạo lý. Lấy cho ai? Không ai cần. Cái drama này khi mà đến với tất cả mọi người, khi mà Hồng Loan lên trên ngôi mộ nói những điều phước tức ở trong ngôi nhà, không ai mời thỉnh tên này. Cái tên này nó lết cái thân nó tới, bất cứ cái drama nào cũng có dấu gân của hắn. Hắn ăn chặn tiền từ thiện rất là nhiều các bạn. Hắn nói luôn cái tiền từ thiện hắn không sao kê, làm gì hắn, thưa hắn đi, hắn lên tiếng rồi đó. Lúc trước á, thì á, hắn nói người này phải sao kê, người kia sao kê để minh bạch. Còn bây giờ tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân gửi về cho hắn làm, mà hắn nói không cần, không cần sao kê. Những người mà Mạnh Thường Quân mà gửi tiền về cho hắn đó, tôi yêu cầu các bạn nên suy nghĩ lại cặn kẽ hơn. Nếu mà các bạn giao tiền hay gửi tiền về để làm tiền từ thiện, các bạn hãy gửi đúng chỗ, đúng người. Các bạn đừng để một tên ác như thế này mà đi làm từ thiện. Hắn ăn chặn tên tiền từ thiện rồi, rồi hắn còn phết trưa cái số tiền từ thiện đó để làm truyền thông và hãm hại những người khác nữa. Các bạn nên nghe những cái YouTube khác nói về tên này. Khi mà nghe rồi các bạn hãy rùng mình luôn.
Không ngờ cái tên này nó phản trách, phải nói là phản phúc luôn. Kinh khủng luôn các bạn. Những việc làm hắn từ trước đến giờ mình thấy nó dơ bẩn lắm. Một cái dơ bẩn mà mình phải nói thật sự rằng là cạn lời luôn á. Cứ mỗi lần mà tôi thấy hắn lấp liếm, hắn cắn hồng loan là tôi thấy tên này rất là khốn nạn. Từng lời lẽ, từng cái sự suy tính rồi làm việc về vấn đề từ thiện như thế này đây á, hắn khôn khéo, hắn lấp liếm lắm. Luôn luôn hắn lúc nào cũng làm việc là mang danh đoàn xã này kia nọ, để sau này hắn có bị cái gì đó ở nơi vị thanh của hắn á, thì hắn có thể được bị tha chút xíu. Nhưng mà lên sân khấu, thưa quý vị, đại thanh ca lên sân khấu ca hát, biểu diễn, cầm micro hát và bán vé trả tiền. Cỡ như chú mày đi livestream cũng không dám nói rằng livestream cái chỗ nào nữa. Chứ đừng nói là cầm microphone lên mà nói rằng đi hát ba người ta trả tiền để mua coi. Ngon cho một ngày trước đi, nói rằng mình livestream cái chỗ quán cà phê nào đó, thì để coi cái phản ứng của khán giả biết liền à. Còn này người ta đi giao lưu với khán giả, người ta nói trước cả tuần cả tháng lần, không có chuyện gì xảy ra vậy nha. Mà khán giả vẫn yêu thương, từ già đến trẻ vẫn yêu thương. Thấy không, rõ ràng không? Bây giờ Hồng Loan là đến được mời đi dỗ tổ này, chỗ kia, chỗ nào, bất cứ chỗ nào mà người ta gọi là chính nghĩa. Còn phải nói một câu nói nó hơi nặng sắc thương nha. Cái đám của chú mày đi tới đâu là người ta cho là cô hồn thôi. Cái đám những con người này nè các bạn. Cái hình ảnh một đống người mà có clip trước tôi để đó. Đám cô hồn ma chơi không. Cái đám này đi tới đâu là tanh bành tới đó. Nó quậy cho đục nước. Toàn là kêu bằng là bán nước thì không đến nỗi đó, nhưng mà hại dân thì rất là nhiều. Cái đám này gọi là cô hồn nè. Cái đám này chỉ họ chỉ chơi chung với nhau một cái nhóm nhỏ của họ thôi. Là những con người độc ác, những con người gian manh, những người đến với nhau bằng cái sự tính toán thôi. Thật ra họ đến với nhau nhưng mà họ rất là tính toán với nhau nha. Cái tên này lợi dụng nó được, cái tên kia lợi dụng cái tên này, cái đoạn này được. Chứ tụi nó không bao giờ có cái một cái tình bạn mà gọi là cái tình đồng chí với nhau. Không có. Đến để trục lợi với nhau mà thôi. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mình mà. Đi làm từ thiện mà cũng rắp tâm lên trên đây để hại người ta. Một cái clip dài gần 15 phút, 2-3 phút quay về bánh trung thu hay những cái đèn ông sao, đèn cá chép này kia để tặng cho trẻ em. Còn bao nhiêu phút, mười mấy phút là nói chuyện của Hồng Loan. Thì các bạn thấy rằng cái con người này ác độc như thế nào. Mong rằng các anh em YouTuber hãy để ý và chăm sóc cho hắn nhiều hơn nữa. Hôm nay phải nói thật sự là nó hơi bức xúc nghe quý vị. Nó hơi bức xúc cho nên mình cũng phải dùng những cái lời lẽ sát thương để phải nói trừng trị cái tên này nè. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một cái video lần sau. Mình cũng sẽ chăm sóc cái tên này nữa. Chăm sóc dài dài luôn. Cảm ơn quý vị thật nhiều.